Hello, xin chào toàn thể anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe, theo đuổi những niềm đam mê PCP của mình nhé. Đấy thì hôm nay shop PCP đồ chơi núi rừng lại quay lại và làm một cái video clip để giới thiệu với anh em về một cây FX cấu hình cũng tầm trung. Đấy, thì rất là lâu rồi đúng không ạ? Bên em toàn bán condo thì thời gian vừa rồi em đã nhập thêm cái FX để về phục vụ anh em đam mê. Những anh em nào đam mê FX thì có thể gọi điện đến shop qua cái đường qua số điện thoại em đã ghi ở đầu trang. Đấy, bên em có hai hình thức gửi, một là gửi xe, hai là gửi bưu điện. Anh em nào nhận bưu điện thì em sẽ bóc tách ra thành 2 đến 3 đơn để em gửi cho anh em. Còn anh em nhận xe thì em sẽ đóng thành một đơn để em gửi cho anh em cho nó tiện nhá. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về cây FX này. Thì nếu mà anh em mua cả cây thì em nên cọc cho em từ 100 đến 200 nghìn tiền thẻ cao để cho cái trách nhiệm anh em nhận hàng nó cao cả hơn, tránh cái tình trạng mà gọi điện đến lại không nhận hàng đấy. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cấu hình của cái cây FX này nhá. Đấy, thì báo giá luôn cho anh em cái cây FX này em đang bán với cái giá là 8 triệu đồng. 8 triệu đồng nha anh em nhé. Vì sao lại có cái giá 8 triệu đồng thì bây giờ em sẽ nói những cái cấu hình của nó nhá. Ở đây nó sử dụng là cái kính BSA TMD tầm số là rất là ngon luôn đấy, rất là cao luôn, cấu hình rất là cao luôn anh em ạ. Cái kính này này, kính rất là ngon. Kính này em đang bán với giá 1 triệu 8 nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng bộ phận linh kiện của nó nhá. Đầu tiên giá là 8 triệu cả cây này đúng không ạ? Cái cây 8 triệu này thì em bao cho anh em cứ 75-80m ok nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết nhá. Đầu tiên là bộ QFX với bán gấp rút nhá. Bên em đang bán với cái giá là 2.4 triệu, gồm là Q này, cò này và bán FX bán gấp rút là 2.4 triệu. Tiếp theo đến là cái van ở đây là van Dream. Em đang bán với giá là 1.2 triệu. Đấy, giá là 1.2 triệu nhá. Anh em lấy giấy bút anh em ghi lại. Van là 1.2 triệu. Bình ở đây thì là bình đít tròn nha anh em nhá. Bình lưu ý là bình đít tròn, bình rất là đẹp đúng không ạ? Bình đít tròn rất là đẹp. Em đang bán với cái giá là 750.000 cái bình. Đấy. Kính này thì không cần phải nghĩ đâu anh em nhá. Kính này chơi rất là ok đúng không ạ? Rất là nhiều anh em đã khẳng định cái kính này nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đấy, kính này em đang bán với giá là 1.8 triệu nhá. 1.8 triệu. Cái cành ở đây thì em đang bán với giá là 1.2 triệu. Cành là cành lâu tha, cành ở bên em là cành đã tiện quy hết nhá, tiện sơ mi như này hết rồi nhá. Cành là cành lâu tha đây anh em ạ. Đây, cành lâu tha như này nhá anh em nhá. Đấy, là bên em đã tiện sẵn sơ mi hết cho anh em rồi đúng không ạ? Với cái giá là 1.2 triệu nhá anh em nhá. Giá là 1.2 triệu. Cành này thì em bao cho anh em 75-80m ok chưa? Và cái giảm âm ở đây là giảm âm liền khối nha anh em nhé. Giảm âm liền khối, nó là giảm âm loại đẹp luôn anh em ạ. Em đang bán với cái giá là 700.000. Tổng tất cả một cây như thế này thì là đang là 8 triệu đấy. Số đi bù lại hơn đấy, nhưng mà em bán còn 8 triệu thôi, khuyến mại cho anh em luôn đúng không ạ? Đấy, anh em chỉ việc là gọi điện đến và alo đến số điện thoại. Khi anh em nhận hàng, anh em cộng đủ 8 triệu của anh em vào là nhận đúng không ạ? Hơn cũng không bắt anh em nhận. Hơn thì anh em có thể gọi điện lại cho shop xem xét và sửa lại cái đơn hàng của anh em. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện là hơn hay là ấy đâu anh em ạ. Đúng không ạ? Tất cả một cây như này là 8 triệu nhá. 8 triệu nhá. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo trực tiếp qua số điện thoại. Đấy, anh em nào gửi bưu điện hay gửi xe thì cứ alo trực tiếp để được tư vấn cũng như là mua hàng cho nó ok hơn. Rồi, còn bây giờ em xin phép được kết thúc video ở đây. Mong anh em xem video shop một lần và đăng ký kênh nhé. Chào anh em nhé.